Bắc Hà trắng phải nói là một cái giống chó đẹp tuyệt vời của Việt Nam luôn. Chó con Bắc Hà sù trắng ngày hôm nay. Hôm nay thì bọn cún con này nó bắt đầu nó tập ăn rồi. Khô nắng thoáng được sang ngày thứ hai quay cho mọi người ngắm chút. Đây là chó mẹ. Con nhóc con này lịch sự chưa? Ra đây nền đất nền cỏ đi vệ sinh luôn này. Đấy. Rất là lịch sự. À. Mặt cực kỳ yêu luôn. Queen ra gọi chúng nó vào đi. Queen gọi chúng nó vào. Đấy. Sủa dọa đấy. Ghê gớm quá. Ra gọi cả bọn vào trong kia cho nó sạch. Đúng rồi. Gọi cho nó vào. Đi ra lượn một vòng cho chúng nó chạy theo đi đã. Mẹ ra gọi con vào trong. Gọi con vào trong nền gạch. Ơi đàn này thì hôm nay là tập ăn rồi. Đến vào cái tầm này này cho nó sẽ lớn rất là nhanh. Đây mẹ này. Năm cái và hai đực. Quá xinh luôn. Queen vẫn còn thích chơi hơn. Chưa thèm ra tim mẹ. Chưa thèm ra tranh. Còn bọn này thì đang đu lên ti. Mà con đang dứt quả ăn kìa, dứt cái cây me ăn kìa. Ăn cây me nó chua loét đi. Rồi. Ra mẹ rồi. Ok, tìm hiểu tí ra booty. À, giống chó ta này thì nó có được một cái là nó ở rất là sạch và nó chăm con thì khéo. Gần như ấy là chó con nếu mà thai của nó mà nó bình thường ấy là nó đẻ được bao nhiêu con là nó giữ được từng đấy con. Nó chăm khéo. Những cái trường hợp mà thai nó phát triển chưa hoàn thiện hết thì nó mới rơi rụng thôi. Còn bình thường thì ít rơi rụng lắm. Nó chăm khéo. Gần như là không có chuyện dẫm đè vào con. Một mẹ nuôi 7 con. Đợt này thì chăm cún mẹ chăm kỹ hơn cho nên là cún mẹ nó không bị gầy. Chứ bình thường nếu mà nuôi con đến cái tầm này là những cái người mà nếu mà chăm con chó kém hoặc là có thể là cho ăn thoải mái nhưng mà không để ý ấy, thì con mẹ nó cứ chớ hết ra cho con nó ăn. Cho ăn bao nhiêu nó cũng gầy. Sơ xác luôn. Mấy bạn mà quan tâm con Bắc Hà trắng thì chờ theo dõi đàn này. 10 ngày một lần sẽ quay video cái đàn cún con này. Vẫn đang booty chưa xong. Thôi Queen đi vào trong bên trong kia đi. Vào trong nền đi. Vào trong nền cho chúng nó đứng ở trong nền đi. Ê. Chiều con thế. Ban đầu đứng ở trong nền mà thấy con nó thích ở bên ngoài cỏ là ra cỏ đứng cho con booty luôn. Thôi. Đấy, lại chớ ra đấy. Nhìn này, bắt gặp đúng cảnh nó chớ ra cho con ăn đấy. Đây này. Con mẹ nó sẽ chớ đồ ăn ra cho con nó tập ăn. Đây là đúng lúc này là bắt gặp nhá. Từ đây nếu mà bình thường mà nuôi con mẹ, nuôi con chó mẹ cho ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái con chó mẹ nó vẫn gầy. Là vì nếu mà con chó con nó kêu đuối cái là con mẹ nó sẽ chớ ra cho con chó con ăn như thế này. Đây là nó chớ ra đấy. Dù là nó đang cho con bú nhá. Nhưng mà cái cảm giác của nó có lẽ là nó thấy là nó có thể là nó hết sữa hay như thế nào rồi đấy. Nó chớ ra. Đấy. Thấy rồi con nhóc con ra ăn chưa? Đấy. À, cả lũ nhau vào ăn này. Bình thường ở trong chuồng thì cũng thế. Cho nên là nếu mà không kiểm soát cái con chó mẹ ở trong cái giai đoạn nó nuôi con này, không kiểm soát chúng nó thì con chó mẹ nó sẽ gầy trơ ra. Gầy như sắc ve luôn.
với những cái con mà nó tình cảm, nó chăm con nhá, nó đều chớ ra theo kiểu như này. Vẫn còn mấy con bu ti mẹ, mẹ nhằn cùng con. Bác Hà Trắng phải nói là một cái giống chó đẹp tuyệt vời của Việt Nam luôn, mỹ mãn luôn. Cũng nhiều người quan tâm đến cái đàn Bác Hà Trắng này thì mọi người theo dõi. Và nếu mà ai mà có thể nuôi được ở cái đợt này thì có thể đặt cọc. Chứ nhiều người theo dõi và muốn nuôi nhưng mà không phải ai cũng nuôi được ở cái thời điểm hiện tại. Có thể có người thì đang bận việc riêng rồi, có người thì có khi còn đang ở nước ngoài chưa về hay này kia. Rất nhiều người có nhắn tin hỏi mình về mấy cái đàn chó con, kể cả Bác Hà, kể cả Mông Cọc. Nhưng đây nếu mà ai mà nuôi được ở trong cái đợt này thì mà ngắm cái đàn này thì có thể đặt cọc. Còn đàn này 5 cún cái thì sẽ có một con về Quảng Ninh, một con có thể là sẽ có một con về Nam Định có thể, và một con giữ lại. 5 con cái thì như thế là chắc chắn là đã có 2 con là có chỗ rồi. Một con thì có khả năng cao là về Nam Định. Còn 2-3 người nữa hỏi đấy, thì nếu mà ai mà nuôi được ở cái tập này thì có thể liên hệ sớm. Đấy, nó nhào ra, nó ăn ở cái phần con mẹ nó nhả ra đấy. Có khi ăn hết hạt rồi quay ra gặm đất lên. Ok, quay đàn Bác Hà cho mọi người ngắm. Cho mọi người ngắm đàn cún con Bác Hà. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Cho con Mông Cọc vàng ngày hôm nay. Hôm nay thì có con nó đã lên tai tự nhiên này, là cái con này, con đen tứ mục này, nhành lắm. Là con này là lên tai tự nhiên rồi này, đây này. Đó. Thì mấy cái con còn lại là nó bình gốc tai thì tiện là dán tai cho nó luôn. Nhưng bọn này khi mà nuôi ở trong đàn là dán tai nó rất là vất vả. Vì là chúng nó nghịch, chúng nó nô, mà con nào mà nó để con khác gặm tai là nó rơi ngay. Có những con thì nó nô nhưng mà nó không có để con khác gặm vào tai nó. Thì có thể nói là dán một lần, hai lần là tai chúng nó sẽ dựng ngay. Nhưng thường thường ấy là nuôi ở trong cả đàn này là dán là nó bị rơi. Em cái vàng con cáo này, con này này, cái vàng mũi nâu. Vào trong này, không ra đằng đấy. Còn em to này là em cái vàng. Cũng con của con cáo nhưng mà con mẹ khác. Đây. Con này mà về nhà nuôi một mình hay là nuôi hai con mà thả thì chúng nó lên tai nhanh lắm. Có thể không cần dán tai, chỉ cần bổ sung canxi chúng nó cũng lên rồi. Bốn con mà tụ một chỗ đây. Bọn này thì có cả đực cả cái. Mọi người mà quan tâm đến cái con Mông Cọc về để nuôi cho nó vui, màu vàng, thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại của trại 0901008234 hoặc Zalo cùng số đấy. Cún này thì nó qua một cái đợt ốm, mà những cái con mà nó ốm khỏe hoặc những con nó không ốm thì đều yên tâm về mặt sức khỏe rồi. Đây này em đực. Hầu hết là chúng nó là cọc tịt. Có con thì đuôi thỏ đây, như con cái to này là con cọc thỏ. Cái to này thì nó bắt đầu nó vào đến giai đoạn vỡ nét rồi. Vừa mới cho chúng nó uống nước là chúng nó tranh nhau cho nó uống, là người chúng nó còn đang ướt ướt đây này. Đấy, ướt ướt khung gọng thì rất là khỏe luôn. Đều hai con cái này đều vàng cháy đấy. Đây, hai đực cùng đàn, đực vàng to hơn đực đen tứ mục một ít.
Nhìn màu con chó này, nhìn ở cái chân này của nó này. Con nào chân vàng là con đấy là về sau sẽ là con màu vàng. Còn ở cái tầm này nó có thể có cái lớp lông đệm ở bên trong của nó có thể nó màu phớt đen hoặc là gì đó. Nhìn nó có thể nó nâu nâu xám xám, nhưng mà cứ nhìn cái màu chân này là nó sẽ ra màu con chó về sau. Đấy là cái lớp lông bên ngoài của nó, màu lớp lông bên ngoài. Đấy. Nhìn qua video này màu nó bị nhạt này. Màu trong video nó nhạt hơn hẳn so bên ngoài. Nên là người ta, những cái người người ta mua chó, người ta cứ bảo là con chó bên ngoài nhìn đẹp hơn này, thế như thế. Đây là mình nhìn thực tế nhé. Ở trong cái màn hình này nó có độ phân đái, nó đã chỉnh một ít rồi. Không phải cái độ, cái kiểu cái tương phản màu sắc bên này, bây giờ của cái mắt cam nó tối nữa, nó không có sinh động như là mắt người được. Nó không sinh động bằng. Nhưng nếu mà trong một số điều kiện thì nó lại rực rỡ hơn ở bên ngoài mình nhìn thật. Đây là nó tối này. Nhưng mà đây là cam nó phải chỉnh sáng lên. Nhìn như này thì nhìn rõ ràng bên ngoài này mình nhìn vẫn đang là rực lửa, mà ở bên trong này thì nhìn nó lại, trong video nhìn nó lại không rực lắm. Nhưng bọn này là vàng của nó, giải vàng rất là rực. Thể nói là vàng lửa luôn. Màu lửa. Đó thì bọn mông cọc này đợt này nó có mấy đàn liên tiếp nhau. Mọi người cứ ai mà thích nuôi, ai thích nuôi mông cọc thì liên hệ qua số điện thoại Zalo 0901008234. Gọi điện mà mình bận mình không nghe máy thì để lại tin nhắn là mình sẽ liên hệ lại. Bọn này thì nó có một cái đặc điểm của chúng nó là có những con chó bố mẹ là đều những con chó mình bắt ở trên bản về. Và có cái sự lựa chọn về cái tính cách của chúng nó là những con chó dạn, cho nên là chó con nó rất là dạn. Dạn chó quấn chủ. Đợt này nhìn chung là giá nó rẻ. Mọi người mà ai mà tầm này mà nuôi được chó thì nên bắt. Vì tầm này là tầm giá rẻ. Con tứ mục này nhìn nó có vẻ nó có cái độ tinh ranh. Thôi đi vào đi, tối rồi. Đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Video tiếp theo sẽ quay mấy con khác và quay đàn chó con mới để mọi người cùng ngắm và chọn cún.